Xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị Thời gian vừa qua thì có những cái video Được phát tán ở trên các cái trang mạng xã hội với nội dung là Tố bệnh viện ca Cơ sở 2 Tam Hiệp à, Nội dung người ta tố cáo là mỗi một lần à, Bệnh nhân muốn đi xạ trị nhanh Thì phải tốn 200.000 đồng à, Và Vét những cái đồng tiền cuối cùng trong túi của bệnh nhân ung thư sau khi những cái tin đó được phát tán ở trên các cái trang mạng xã hội thì bệnh viện ca đã có một cái pha xử lý truyền thông rất là gắt gao đó là ra cái thông cáo báo chí khẳng định là những cái nội dung được phát tán ở trên các cái trang mạng xã hội đó là xuyên tạc là vu khống và bôi nhọ hình ảnh của bệnh viện ca và các y bác sĩ ở đây thì sau khi có cái thông cáo báo chí của bệnh viện ca thì cái tình hình dư luận nó không có lắng dịu xuống mà ngược lại nó lại càng bùng nổ nhiều hơn nữa. Vậy thì đâu là sự thật của những cái vụ việc mà trên các cái trang mạng xã hội vừa nêu thì hôm nay tôi xin được gửi tới quý vị một bài báo đăng ở trên tờ người lao động vào ngày 20 tháng 8 năm 2024 với nhan đề là xác minh vụ TikToker tố bệnh viện ca mỗi lần xạ trị bệnh nhân hết 200 000 đồng để cho quý vị rộng đường dư luận bởi vì đây là những cái thông tin chính xác từ những cái cơ quan thông tấn báo chí chính thức của chính phủ tôi xin được trình bày nguyên văn theo bài báo được đăng ở trên tờ Lao động và bài này do tác giả Nguyễn Hưởng được đăng vào lúc 18 giờ 41 phút ngày 20 tháng 8 năm 2024. Với nội dung như sau. À, trước những cái thông tin một người phụ nữ trên mạng xã hội, tố cán bộ bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp vét những cái đồng tiền cuối cùng trong túi bệnh nhân ung thư thì à, ngay sau đó công an huyện Thanh Trì đã vào cuộc để xác minh. Thì theo nội dung bài báo này đó thì vào ngày 20 tháng 8 đại diện cho công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cho biết là công an huyện đã nhận được cái đơn tố cáo của chị có tên viết tắt là DTT, trú tại xã Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Nội dung của cái đơn tố cáo này là tố cáo bảo vệ của bệnh viện ca cơ sở Hai Tam Hiệp, mà ở tại huyện Thanh trì, Hà Nội đã hành hung khiến chị bị gãy cái xương mát của chân trái. À, những cái hình ảnh thì vì cái lý do cá nhân cho nên là để bảo mật những cái thông tin riêng tư chính vì vậy mà chúng tôi không có thể đưa những hình ảnh cụ thể lên đây được quý vị có thể vào cái đường dẫn ở bên dưới phần mô tả của video này để theo dõi những cái hình ảnh cụ thể thì theo cái nội dung bài báo đó, là công an cũng xác minh cả cái việc kiểm tra những cái tài khoản đã phát tán những cái thông tin trên các cái nền tảng xã hội công an khuyến cáo người dân chúng ta là tiếp nhận thông tin trên các cái nền tảng chính thống và không chia sẻ lan truyền những cái nội dung chưa được kiểm chứng. Bài báo viết tiếp là trong những ngày vừa qua thì ở trên các cái trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip từ cái tài khoản có tên viết tắt là DTT. Nội dung của trong clip này thì bài báo mô tả là cái người này khóc lóc liên tục và cho rằng các cái y bác sĩ ở bệnh viện ca cơ sở hai tam hiệp á, đã vét những cái đồng tiền cuối cùng trong túi của người bệnh ung thư và theo đó thì cái người chia sẻ clip này vừa nói mà vừa khóc và cho hay là từ bệnh viện ca cơ sở hai tam hiệp về em đã khóc rất to vì trước cổng bệnh viện cũng có những cái bệnh nhân ăn nhiều bữa sáng đó là nội dung nguyên văn nha quý vị nhé Hôm qua thì bệnh viện đã trả bệnh nhân và họ mất ở trên xe cấp cứu trên đường đi về nhà. Em đau khổ khi ở ngoài yêu thương bệnh nhân thì ở bệnh viện lại có bao nhiêu là đau khổ cho bệnh nhân. Họ vét tiền cuối cùng trong túi bệnh nhân. Đây là nguyên văn của bài báo quý vị nhé. Bài báo được viết tiếp như sau. Người này tiếp tục khóc cho rằng bệnh nhân mỗi một lần đi xạ thì mất 200.000 đồng bệnh nhân ca tức là bệnh nhân ung thư đó quý vị có sống được bao nhiêu nữa đâu cửa ải cuối cùng ở đời người là ở bệnh viện ca rồi bao nhiêu là đau khổ diễn ra ở đó cuối đời họ có còn bao nhiêu hơi thở nữa đâu nếu đút lót thì mai cho xã trị còn không đút lót thì để tuần sau đó là nguyên văn của bài viết đăng ở trên tờ báo người lao động quý vị nha bài báo viết tiếp Người này khóc nức nở rồi mong lãnh đạo Bộ Y tế vào cuộc chấn chỉnh các bác sĩ. Không những thế người này còn cho rằng tại Bệnh viện K, cơ sở 3 ở Tân Triều cũng có xảy ra những cái trường hợp tương tự như vậy. Thông tin trên được chia sẻ và được dư luận rất là quan tâm trong cái thời gian vừa qua quý vị. À, mời quý vị theo dõi tiếp bài báo nhé. Tối ngày 19 tháng 8 thì chủ nhân clip đang được dư luận đặc biệt quan tâm cho biết là sau khi clip có mặt ở trên mạng xã hội vài ngày thì sáng ngày 17 tháng 8 tôi bị hai bảo vệ tác động vật lý ngay trong khuôn viên của bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp. Theo lời của chị T thì sau khi hoàn thành cái việc mà chị phát cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo ở phía ngoài cổng của bệnh viện thì sau đó chị đi vào bên trong của bệnh viện với mục đích là để liên lạc với cán bộ của bệnh viện để phát thêm 100 cái thẻ nhận quà cho bệnh nhân tại đây. Tuy nhiên thì khi tôi còn đang lơ ngơ thì xuất hiện hai người mặc thường phục được chị T nhận diện là hai bảo vệ của bệnh viện thưa quý vị. Thì hai cái người mặc thường phục này đã quát đạt, đuổi và giật điện thoại đồng thời là tác động vật lý lên cơ thể tôi khiến tôi bị thương ở chân sau đó thì kéo tôi vứt ra ngoài cổng bệnh viện, đồng thời không trả lại điện thoại cho tôi. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng thì điện thoại mới được trao trả về tay tôi từ một đồng chí công an. Đó là lời của chị T cho biết. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin từ phía chị T cho biết cái sự việc nó xảy ra như vậy. Còn về phía bệnh viện thì bệnh viện có những cái phát ngôn như thế nào? Thì trước những cái phản ảnh trên mạng xã hội thì sáng ngày 20 tháng 8 thì Bệnh viện Ca đã có một cái thông cáo báo chí và cho rằng những cái video xuất hiện ở trên mạng xã hội được đăng tải bởi cái tài khoản TikTok là DTT và một số các cái tài khoản khác nữa có cái nội dung là xuyên tạc, vu khống và lan truyền với cái mục đích xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ những cái hình ảnh của Bệnh viện Ca và uy tín cá nhân các y bác sĩ và cán bộ y tế ở đây. Bệnh viện K cũng khẳng định là từ ngày 15 tháng 7 đến 16 tháng 8 thì tài khoản này đã đăng nhiều video chỉ đích danh tên bệnh viện K và một số bác sĩ cũng như là những cái vị lãnh đạo quản lý của bệnh viện. Các cái nội dung được nêu ở trong video thì đều là những cái lời bịa đặt vu khống mang tính bôi nhọ cố tình xúc phạm hình ảnh uy tín của bệnh viện, đó là cái phần tường trình của phía bệnh viện quý vị nhé. À, bài báo viết tiếp để người bệnh được an tâm điều trị tại bệnh viện và bảo vệ hình ảnh uy tín của bệnh viện, bệnh viện K đã gửi đơn trình báo tố giác hành vi vi phạm đến các cơ quan quản lý ban ngành và cơ quan chức năng trung ương và địa phương xảy ra vụ việc như vậy là Bệnh viện này sau đó đã có một cái đơn gửi tới các cơ quan chức năng tố giác những cái hành vi vi phạm mà ở trên các cái trang mạng xã hội nhằm bôi nhỏ cái uy tín của bệnh viện quý vị. Theo bệnh viện K thì hiện nay cái vụ việc nó đang là ở trong cái quá trình xử lý theo đúng quy trình pháp luật để nhanh chóng làm rõ và đưa ra cái kết luận. Bài báo viết tiếp. Đối với sự việc xảy ra sáng 17 tháng 8, Bệnh viện K cho biết là chị DTT đi thẳng vào Bệnh viện K cơ sở 2 Tâm Hiệp để phát phiếu, rồi kêu gọi các cái bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến lấy đồ ăn từ thiện do chị này phát ở trong bệnh viện. Và sau đó thì quay phim những người bệnh đang điều trị. Bệnh viện cho biết là cái điều này nó vi phạm cái quy định về quyền riêng tư của bệnh nhân và những cái quy định về tổ chức phát quà từ thiện của bệnh viện làm ảnh hưởng đến người bệnh và những cái trật tự ở trong khuôn viên bệnh viện mà chưa có được bệnh viện ca thông qua. À, sự việc được đội ngũ bảo vệ phát hiện, sau đó thì đội ngũ bảo vệ mới mời chị DTT này ra ngoài. À, tuy nhiên thì chị DTT có những cái hành động ăn vạ là chị ngồi ở ghế hành lang lớn tiếng chửi bới, lăng mạ và thách thức các cái nhân viên bảo vệ gây mất trật tự trong khuôn viên của bệnh viện. Sau đó thì bệnh viện K đã kịp thời báo công an huyện Tam Hiệp, công an huyện Thanh Trì để phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì nhằm kịp thời ngăn chặn chị DTT và chồng gây mất trật tự tại bệnh viện ca cơ sở Tam Hiệp. Đồng thời cũng lập biên bản vụ việc ghi nhận hồ sơ hiện trường dưới sự tham gia và chứng kiến của các bên liên quan để tiến hành các bước theo đúng thủ tục pháp luật. Thưa quý vị, đó là nguyên văn bài báo được đăng ở trên tờ Người Lao Động với nhan đề là xác minh vụ TikToker tố bệnh viện ca mỗi lần xạ trị bệnh nhân mất 200.000 đồng. Và lại nữa là Uh, vét những đồng tiền cuối cùng trong túi bệnh nhân ung thư thì đó là nội dung chính của bài báo này. Tôi xin được lược thuật và xin phép báo Người lao động được trích lại nguyên văn bài báo này để cho quý vị quan tâm đến sự việc. Chúng ta có một cái nhìn khách quan, tránh những cái thông tin chưa được kiểm chứng ở trên các cái trang mạng xã hội để từ đó chúng ta có một cái nhận định khách quan hơn và chúng ta chờ đợi các cơ quan chức năng người ta sẽ tiến hành làm rõ cái sự việc này và sau đó thì người ta sẽ thông báo ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng để cho biết đúng sai sự thật về việc này nó như thế nào để rộng đường dư luận tôi mong quý vị đăng ký kênh để theo dõi những sự việc diễn biến tiếp theo sau khi các cơ quan chức năng đã điều tra tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc